Đang quay nha, cụng lên đi ơi, đang quay á. Bơm nhậu luôn hả? Em làm cái hành động gì mà thân mật đi à, anh quay cho em luôn. Bởi ông Điền ông đặt côn đồ có khác à, mà côn đồ Tây Ninh nữa mới động chứ. Vô đi, cạn ly đi. Đang quay á, đang quay á. Mà chúng ta cùng tự xưởng ở đây nha. Alo. Cạn ly, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Sát vô, sát vô. Có ai manh động đi, cứ manh động đi. Sao Đà Lạt, Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là chủ tịch huyện Củ Chi, rồi giám đốc sở tài nguyên môi trường, rồi giám đốc sở tài chính, và chủ tịch hội chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh An Giang. Còn cái này anh Thuận là bộ trưởng bộ tài chính chuyên kinh doanh về yến sào, anh Châu là thế Cao Đức Phát, anh Thái là thế thế anh Hưởng, anh Tính là thế ông Lê
Thanh Cung, chủ tịch ủy ban tỉnh Bình Dương. Bình Phước mới bị bắt. Bình Phước à? Bình Phước mới bị bắt rồi. Cơ cấu dân sự liền. Chị Thủy nè. Trưởng ban dân vận của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi xin kết thúc chương trình tại đây.